Đấy thì hôm nay xe máy Phương Nam mình sẽ lên giới thiệu được một chiếc Lick nhá. Đấy, bản Lick 110 này. Con này thì đăng ký vào 2010 luôn anh ạ. Đấy, 110 đi rất là ok nhá. Lên cho mình cái quả gọi là màu sửa ánh hồng này, rất là đẹp, rất là đá luôn. Về tổng quát dàn ngoài nội thất em này thì mọi người khỏi cần suy nghĩ đi, rất là ngầu và rất là đẹp luôn nhá. Đấy, xe 2010 này. Đây để mình test máy luôn cho mọi người nghe nhá. Máy móc con này thì nổ cực kỳ sướng này. Đấy, Lick mà, Ninja Lick mà. Đây đây. Đã chưa? Con này thì đơn giản lắm. Đấy, giá chưa tới 10 củ đâu. Mọi người chuyển đưa trước cho bên mình 2 củ thôi là có thể lượng xe rồi nhá. Bản FI đồng hoàng luôn, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, giá thì rẻ mà xe thì đẹp, chỉ có tại cửa hàng xe máy Phương Nam mới có bán thôi. Xi nhan này này. Đấy, trái phải đều ok hết nhá, không cần phải lo gì hết luôn. Bóng đèn halogen cực kỳ đẳng cấp này. Đây 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 đây, đó thấy gì chưa? Mọi người thấy gì chưa? Quá xịn sò luôn, quay để công việc luôn nhá. Đấy, không nhớ đâu, chuyển đi trước 2 củ lại để nhận được xe đồng này. Đấy, xe rất là đẹp, rất là màu mè luôn này. Biển số đăng ký với biển Thành phố Hồ Chí Minh S67435 này. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là ngầu nhá. Đấy, mọi người nhanh tay thì còn, mà chậm tay không còn đâu nhá. Ninja Lick này, FI phun xăng điện tử đàng hoàng nhá, đi rất là khỏe luôn này. Đó, ai mà đang phụ huynh thì đi lấy con này khá là sướng nhá. Đấy, nhanh tay giúp mình nhá, hàng này là hàng limited rồi, quá đẹp luôn.